Đại ca, hiện đại ca đi đặt bẫy mà đại ca trong cái đầu đừng có vô nghe nè, cái nhà thấy không? Rồi cái này con này nhỏ này nha. Lụm đi anh, nó làm kỹ quá vậy. Bây giờ em cũng gom bẫy về tới nhà rồi. Bây giờ em tính tổng tổng kết thành quả hôm nay cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình với em Lựng cũng đi giấc sáng đi ngày hôm qua đi đặt bẫy chuột cả nhà. Thì cũng chúc cho cả nhà anh em trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe hết. Hôm nay hai anh em đặt thì mình đặt ở bên đây, em mình nó đặt bên kia. Thì đây cũng là khu vực Đức Hòa của Long An mình. Nhưng mà dở của mình trước, mình đây mình đặt được 30 cái cả nhà. Bây giờ còn có 30 cái, nước nổi quá không có đặt siêu nhiều nữa. Thì mời cả nhà đi thăm bẫy chuột với mình để trải nghiệm, để cho nó có động lực tinh thần cho bữa nay trúng bữa cả nhà. Rồi. Rồi, giờ đi đây mình đặt ở đây 6 cái cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà cùng trải nghiệm thăm bẫy chuột với hai anh em. Thì đầu ngày mới em cũng xin chúc hội đam mê anh em bẫy chuột tất cả mọi người một ngày thật là nhiều may mắn nha. Tại vì em bẫy đặt 30 cái là mắc mắc hoài ghét ghét qua không bẻ nữa, không bẻ nữa thì nó không mắc. Không bẻ nữa không mắc chứ, chứ bẻ nữa nó khỏi cái rồi cho mày mất nè. Nó chưa chưa rảnh mẻ gặp nè cả nhà ơi. Như phần nước nè, cả nhà thấy nước còn nhiều quá nên chưa chỗ chỗ đặt chưa rộng nên bãi nó chưa bẻ. Tới. Vô nè. Rồi cái đầu vô. Rồi, Trời rồi. ơi, trời ơi. Đại ca, hiện đại ca đi đặt bẫy mà đại ca trong cái đầu đừng có vô nghe nè, cả nhà thấy không? Ở trên đời này có ai giống ổng không? Cái đầu là người ta thấy bữa. Vô vô vô. Cái đầu vô rồi. Cái đầu vô rồi mà chưa lụm cả nhà. Để nó đi. Ngay đứng vô nè. Vô luôn. Trời 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 trời. Rồi cái này con này nhỏ này nha. Lụm đi anh, nó làm kỳ quá vậy. Anh làm như kẻ làm như là không không cần nó vậy. Được vô luôn hả? Trời 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 trời. Dữ trời. Lụm đi, lụm đi, lụm đi, lụm đi. Vào trong đây xuống ra cả nhà. Ở cái gà mày đó nha. Nói gì chứ ở đây có cái trà là nha. Bây giờ. Gà mày hay cái trà là? Là có. Dạ. Nè, ủa cái bông nó ủa phải sao không? Dạ, ủa dạ. dạ, ủa dạ. Chết rồi. Trời cái trà là gai nó như gai dạ, mày đau vậy quá cả nè. Chờ lấy ra. nhà. Đây đây đây, nó đó đó. Ơi coi chừng thấy anh. Coi chừng Trời ơi, thấy. nó mắc cỡ nữa cả nhà. Coi chừng thấy. Đây. Một chú cả nhà. Ngon ngon. Làm quá bà kia phải đứng qua nhìn, bà không biết chuyện gì. Một chú. Đây, một con đầu tiên. Đây là để bay lên đây mấy cái? 6 cái hả? Hai chú cả nhà. Hai chú đây. Con này một tớ. Đống con cả nhà. Thì cũng ba tớ. cái cả nhà. Ba cái chính hai con. Trời. Trời ơi, hèn chi. Làm cái bắp. Sao kỳ vậy? Nó dướng ba cái mắc cỡ cũng cứng nè. Em nói thiệt luôn cái luồng. Lần này làm như có ai đặt lúa sao ta? Ủa còn cái bự đâu? Cái từ rồi cái con cự đâu? Ba đứng mà nhìn. Nó nói hàng này làm gì mà sáng sớm luôn. Đây 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 đây. Đây là lụm hàng. Đó cái trời ơi coi chùm cuối rồi kìa. Trời ơi đó, cái nhà thấy nhiêu đây là được nhiêu tiền chưa? Sáng sớm thấy ngon chưa? Đó, 5 cái được 4 con, quá dữ, quá đỉnh luôn. Con bự này quá trời bự luôn rồi, con này chắc cũng cỡ 8 lạng, 9 lạng đó. Cỡ con hôm qua. Hôm qua có 1 con cũng chết. Nào. Nó vô luôn. Ủa? Sảy sảy thiệt nè lông nè. Bự trời. Trời ơi, lông bự vậy hả? Ừ. Thôi sảy hết con cả nhà ơi. Ra cả nhà thấy chưa? Dính lông luôn. Ui, anh này nó bự cả nhà ơi. Hư lò xo nữa rồi. Dính con chuột hư cái lò xo. Lò xo. Bên thằng Hồ mua cái lò xo. Lò xo này nó vụt. Thôi chạy cả 5 cái cả nhà. Sáng nay em đau họng quá nên em nói không có nhiều. Là đặt dễ vậy vô không rồi sập xuống vô nữa đừng làm cái cọc nữa nè không qua đâu không phải đâu đó ra gù mấy vô vô trời ơi nó sập hoài mới vô trời trời ơi đừng ngồi xe chạy không? Vô
đó lỏng về đây hả mày ơi, đó nhà hay vẽ đây phải không, đơn giản à, đó, đó cái là cống lỏng hên hông vậy đó, cứ lụm mà bỏ cái bẫy xuống là lụm thôi thầy Toàn ơi. Chứ giờ không ở đâu có việc dám bảo đảm không ở đâu đặt bẫy sướng như Long An thật đây không lạc không lạc 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 bên kia đây chuột cơm, bên kia chuột cơm xuống đây đó không có đặt có chuột lúa không, chuột lúa bây giờ cái đừng có chuột lan được lúa con gái còn cái nữa hả, cái này ngang có địa chưa, vô trời ơi trời ơi sảy thiệt nè, cái này nó ca cây nè, sáng giờ anh không ăn mấy cái rồi nè. Nó bình thường mà sao cây vậy ta, chắc nó vô không hết á, anh không ăn về cái này ấy. Không phải cái móc đâu, móc bình thường mà nó cái này cái sao cũng dính rồi ơi, nãy giờ hai con rồi đó, hai con là thấy là rõ ràng hai con luôn nha, còn mấy con kia sập sập là không không tính, không có tình nghi được, cái con nào mà dính lông dính lá đây phòng cách đây, nhìn thấy cái quang cảnh này chắc cá mắm dữ lắm anh à. Chuột ăn tre đâu, trời ơi vậy mà nó lục cũng lục lấy được trời. Hay thiệt thấy à, đây nè đi lấy à, chắc nghe được mắc cái nữa cả nhà ơi, rồi xong nữa rồi quay tính đặt đây nè. Rồi cái tôi đẩy trở lại giật ra đây kiếm có, giật đây kiếm có liền hay cũng cũng ở đâu cũng phải có, cái ở đâu cũng phải có hết rồi mất cá cả ngày thôi, hôm nay tới chỗ quay tiếp anh mới vợ có 30 cái mà lấy em cái còn 10 cái giả dạ, được 10 cái hả, 11 à giả dạ, được 11 à còn 19 cái nữa dạ, phải cay không. Thôi, thêm cái nữa cả nhà. Vô. Ôi trời ơi trời, dịp cái cặn đi. Trời ơi, nghe cái hang luôn nè đó cá. Trời ơi, cái hang bự cả nhà. Cái đó nó đâu có ở không? Ba hả? Ừ. Đấy, trình diễn. Nó qua. Còn rồi còn nữa nha. Đã không? Sao tay cá không đặt nhiều đi. Chỗ nào dính bạc bãi nhiều. Đây con này nữa, con thứ mấy anh? Con thứ bảy, có nhỏ có lớn, bảy một hai ba sáu bốn năm sáu bảy rồi, bảy con chuột lúa, con chuột lúa 8 rồi, tỉa nó bắn tỉa nó cả nhà ơi. Có gì chỗ đặt cái thì cái hai anh em phải chia nhau ra, lâu lâu quay rồi bến nào mình thấy mình nó mà chừng nào ruộng này nó khô đó, đó có mình mới nó khỏe đó, vô không được nữa chứ. Đây được 3 cái nữa cả nhà, đây là cái bến này hổm mình hoàng cũng đặt vô quá trời chuột lúa luôn nè, chuột lúa chứ chuột con, hôm qua con em nó hả hỏi mua chuột lúa mà sao tới tối về điện thoại cái vòng quên mất tiêu luôn. Vô đây chuột lúa đông. Trời đất ơi. Mày mà đi vô chuột lúa bay, cái đường gì mà chắc nó đi trước hay sao chứ. Đường gì mà đi vô chuột lúa? Cái đầu tiên vô anh chuột lúa nha. Lúa thì ở đâu cũng có hết. Tiếp tục cả nhà. Đi theo đại ca. Đi theo đại ca. Đây được 3 cái hả? 3 cái nữa là còn có 8 cái nữa. 3 cái này để triệu đệ bấm tay cho sư huynh, là sư huynh dính một con. Con bự nha. Chết. Con chuột. Còn siêu to không? Siêu to không lâu nữa không để
tài tử. Trời ơi trời, một cái đùi. Tài tử bấm tay rồi ôi. Chiều to rồi, nhỏ. Rồi, con này nhỏ, con này không tính. Bà cậu sẽ cho con khác. Vô vô nó trời ơi bày lửa luôn cả nhà ơi, nguyên bậy vậy là bà cậu có cho bù à. Nó nói nhỏ tao cho mày hai con, hai chú này này hai lạng, hai lần sao thế, hai lạng rưỡi không đâu mà đi ơi ơi. Rồi cái bẫy nằm trong lắp vô chú lúa rồi. Bà cậu cho con nữa, cho mày ba cái ba con lúa luôn, quá đã cả nhà, kệ đi, như đây cũng được nửa ký anh, nửa ký này chục 60, như đây là được 30 ngàn. Mấy cái hàng này ngon quá anh, chưa vô vô còn con, còn bự vậy con coi gì nữa. Trời ơi trời, bích lập luôn cả nhà ơi, mình làm móc nó kỹ chưa, em có tay đó, vô luôn hay quá, hai cái vô con cả nhà. 5 con rồi đó. Rồi cầm luôn đi, em ốp máy. Đây rút đó. Đâu. Nè. Dính không? Vô. Trời ơi. Chết luôn. Trời ơi, nóc má bự. Tức chết. Rồi, một cái dính một con ốp. Rồi vậy. 4 cái nữa cả nhà. Lúc nào đại ca đi kiếm có khác em, bữa em cũng vô đem kiếm có thấy gì đâu. Mắt em là chưa khai nhãn. Bữa nào đại ca khai nhãn cho em đi kiếm đường chuột công nhâm mà. Vô. Thôi nghe 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 âm thanh. Âm thanh quen thuộc. Vô vô vô. Trời ơi. Đại ca thấy thiệt chứ. Cái đường có liền, có đâu. Đặt này đặt gì ra. Còn nha. À, chủ yếu đứng nghiên cứu học hỏi nhưng mà hành trình cũng không thấy gì luôn. Mấy chỗ nào mà đất đen với đất phèn là em thua. Đất đen là nó đi đất nó cứng, nó đi đâu có cái dấu nhiều đâu. Đi mà mờ, đất phèn cũng vậy. Bữa em cũng phát hiện được luồn để xuống là dính nè. Mà đi chống phốc ngoài luôn. Đó, vậy đó. Đó bắt nguồn từ chỗ đó, quay luôn. Đây còn hai cái, ở trong kia hai cái nó hết à. Sập không vô. Trời trời ơi, trời nó sập mà nó mài dưới đất vậy rồi làm sao. Trời ơi, nó cài dưới đất hả? Sao kỳ vậy? Trời, anh tức chết thiệt bầy ơi. Sao mà cài dưới đất dữ vậy? Là sợ yếu quá. Mày sống với tao. Phải yếu mà cái đít là to á, cái đít là dọc nó xuất sắc quá, nó quấn cát nó vô dọc mà cho cả đó vừa đâu có yếu đâu, nặng quá đâu được, nặng quá dở lắm em khoái là sao nặng, còn nhẹ thì nó nhảy mà đừng nó ưa có cái gì đó, nó đặng cái này mà nó mắc cái kia. Em bữa nào đi mua lò xo phụ tùng ô tô về em cắn vô. Thôi tụng ô tô về gắn vô đâm phát một gãy sống luôn. Ba bữa cái dòm cái gặp còn cái gì. Còn cái mình xong rồi cái này nó phải giật méo hết hả? Sao tôi quấn thành hai bữa. Thế chứ còn gặp em kinh nghiệm. Em còn 20 cái nhà em chưa gắn vào son. Đang trang bị gặp mới cả nhà. Mới đang đi kiếm cơm thôi. Giờ kiếm tiền YouTube khó quá rồi. Phải kiếm cơm sống chứ. Vô sống nghe khè nha, khè không ừ ừ sao không gu mày, trời ơi hay không
Đây kìa, đi ra đường này luôn đây kìa. Rồi, đưa tên Diễn, tên Diễn. Rồi, bốn cái này dính hai con đó nha. Rồi, em ốp mới đây. Còn hai cái nữa quay nước rồi đi lên thăm cái của em. Rồi tiếp tục cả nhà, tới thăm bên em à. Bên em đặt được 5 cái. Cái này. Cái đầu tiên. Vô đúng con. Để giống con cả nhà, em chụp cái cần ở trước. Con này cũng nhỏ chứ không bự. Đây thêm con đầu tiên, con lứa. Hai cá dinh con. Vô. Đây đây ngon nữa cả nhà ơi. Hay hay cả thấy em giờ có kinh nghiệm giúp thương con này bự anh. Quá bự. Rồi 5 cá dính được hai con tiếp tục cả nhà. Rồi tiếp tục cả nhà, đây em có đặt hai cái. Hôm nay là hai anh em đi bắn tỉa. Đây là bắn tỉa hai đầu. Hui. Vô con. Là cả lấy giùm em coi, con nó con tê hay con bự vậy. Thôi bự bự chụp cái cần. Ấy để cá. Rồi hai cá dính con cả nhà. Đó. Để cho rồi xong rồi hết quanh kia qua rừng mai hai cái hả à? 8 cái bên kia 6 cái đó, cái chiều đại ca là em đã gắng cố gắng đi tìm hai cái lụm con, hai cái lụm con ngon lành. Đây con cái bẫy đâu à? Trời ơi, cái này vô anh chuột cống con ha, chuột lúa. Lúa xíu. Một cái. Cái này đặt chơi thôi chứ không có tự tin. Ừ, cái này vô chuột lúa nữa. Trời ơi, đây sao lúa nhiều vậy? Trời ơi. Chưa đúng ổ lúa rồi anh ơi. Hút mày luôn, hai cái với hai con đó nha. Rồi đi. Hai cái hả? À? Còn 4 cái nữa. Đâu? Ở ngoài này. Em đâu có làm dấu đâu, sợ mất. Em đặt không làm dấu. Hay xa xa vô chục cơm nữa rồi hả? Trời ơi, mấy cái đường này gì mà vô chục cơm vậy? Nghe coi nè. Vậy mình vô chục cơm đi trước không đâu. Thái không điện con nó sầu. Đây cái nữa cả nhà. Không. Rồi, 4 cái. Mình bao con chục cơm, đào lòng. Vô cả nhà ơi. Ừ, bự quá anh. Nè, anh cầm. Hãy lấy chừng đó, chừng cái gì không vậy. Rồi. Ôi ôi. Nó bự. Trời ơi, quá bự luôn cả nhà ơi. Một con. Đem đặt 4 cái. Nó mất tiêu hết trơn rồi. Ở đây vô luôn. Vô luôn hả dạ? Vô không? Ừ, vô luôn cả nhà. Giật đại lên đây, gặp giật đại lên đây. Đây, con này cũng tơ à. Này con cả nhà ơi. Trên 340 gram. Quá sướng rồi cả nhà. Ơi chó lại vô luôn anh ơi, nè tới tiền luôn ơi. Đây bà con nhỏ, còn cái nữa cả nhà, còn cái nữa, hy vọng vô luôn. Rồi không vô là hết, mất hứng. Đường này cũng im quá trời mà không biết đi đâu. Rồi 4 cái chính ba con, quá đỉnh. 2 kg. Cái 2 kg. Quá ngon cả nhà. Bữa nay em ngon là được 6 con rồi đó. Rồi tiếp tục em còn 16 cái bẫy chạy lên tới trên kia em thăm tiếp. Ở đây dưới này hết à.
Rồi, xin chúc cả nhà. Hôm nay em đặt con cặp, bên kia cặp. Và em còn có 16 cái nữa. Ừ, để cho chúng con nữa. Rồi, ô con này coi cái nè. Quá sướng rồi. Xem chụp luôn, vô rồi. Đấy, cho anh chụp lúa. Ngày trúng mánh rồi cả nhà ơi, ngày vô kèo rồi, con nào nấy bích lụp không, đặt chuột thì đặt chuột cái thú vui của người đặt chuột cả nhà, nói chung cái lợi nhuận thì không có nhiều hết nhưng mà nó thấy nó dính là mừng. Rồi. Đây. Mời kìm lên hai cái nữa. Đây tới buôn mì quyền thôi này. Hồi này lúc trước em đặt xảy hết lần, hôm nay lên đặt hai cái cặp đầu, hy vọng đây nha. Vô cả nhà. Ồ, xem xảy nha, xem xảy cả nhà, để em sửa lại. Ồ, hai cái này chín đừng con. Này còn nhiều lắm rồi. Tại không em xách bẫy vô đây không? Không xách bẫy vô đây nhiều. Để em nhìn coi còn mốt lên cặp tiếp. Rồi, hai cái dính con. Vậy là ngon lành nữa kìa. Con này tơ. Nhưng mà cũng được. Rồi, tiếp tục cả nhà. Cái bờ này em đặt được 3 cái nè. Đây là chỗ quyền thoại của em, lúc trước em lên đây đặt lần đầu tiên dính được 4 con. 4 cái vô 4 con. Lần sau lên 4 cái dính được 3 con. Sau dính được 2 con, dính từ từ nó giảm xuống rồi nha. Bây giờ bữa nay em lên đây em đặt có 3 cái. Hy vọng 3 cái này. Cái đầu tiên cặp ơi, sống vô. Sĩ nha nhà ơi. Nhà em không vô thiệt tình. Chấp cái đó, coi chừng sao mục đích tới chứ không đâu. Rồi. Cái đầu tiên xảy nè. Tức. Đặt quay hai đầu cũng dễ. Đây, tới cái thứ hai. Dọng vô nha. Vô anh chụp lúa. Trời ơi. Cái nhà có cái hang nó bự vậy nè. Bươi chuột cống không nè, vậy nè đó, cái này mới bươi mới chát nè, vô không rồi nè, xảy nữa cái nhà ơi, ngập chặt quăng bên luôn rồi, tức rồi nè, con bươi nè, vậy mà không dính con nào ta, này bươi mới cáo luôn nè. Nhà con có móng nó ghê không? Đây cứ đi. Đây bên nọ lên chiến tiếp. Nhưng mà chỗ này hy vọng cuối cùng hết vọng rồi nha. Bà cái dính được còn chút lúa, mình kệ đi. Cái đường này là mốt đặt cũng kinh nghiệm, đặt hai đầu quay ra. Chạy đường nào cũng giết. Tiếp tục cả nhà, ở đây có hai cái. Giờ hai cái xong vô cái gò đó chứ. Hai cái gò đó 7 cái nữa hết. Vô không? Vô anh chục lúa nhà ơi. Cái đường chục cống mà vô anh chục lúa thiệt tình. Rồi, bắt ngoài luôn. Hai cái này chính được ngon còn. Vậy gì? Đúng chỗ này thấp chỗ kia cái này. Cái này là hy vọng nhất. Trời ơi, cái này hy vọng nhất là không đi nè. Nhà con nó ăn ốc. Con này khô dữ trời luôn. Tới đây đừng nó tới đây, chui ra đây nè. Nó không vô bẫy nha. Cái này khôn dữ trời luôn đó nha. Mình dí nó 3 lần rồi đó. Một cái tới đây. Còn bên đây 1 cái nữa. Bây giờ không vô đó mà vô đây không. Đặt
gặp này em đặt con dấu dữ lắm, kỹ vô hay như thế này, vô không vô đó mà vô đây trời không con tơ nữa nha, thấy đi ăn quá trời luôn con tơ này đừng còn nữa. Vô nào đây, thường hay sập rồi nha, không biết chưa, thử vô nhà ơi. Thì thầy gà nó mòn này ăn nè, nó đó chú cắm con nè, mòn ra đây ăn dính luôn nè, sao giải thoát cái đuôi nữa. Rồi đây con nữa cả nhà, em sách con anh kia. Còn ba cái nữa, đi vòng qua bên kia rồi, quay tiếp. Đây là đặc công nước. Rồi tiếp tục cái nha, đây còn ba cái nữa hết. Ba cái hy vọng này, ba cái này dính. Con hai con bự. Này. Thấy không? Đâu rồi. Ừ, con bự cái nhà. Ờ, con tơ. Cống này hổm dính một bầy hôm nay nữa. Qua đặt kiếm luồng né rồi đó. Nó đặt luồng kia dính cống bự nha. Đây con cũng tơ nữa. Con này vô. Vô một cái tật luôn. Vô một đống luôn cả nhà ơi. Tơ không. Cái này còn cái nè, hy vọng dính. Dính cái nhà này, dính con gì á? Cống con nữa. Trời ơi. Hôm nay cống con không cả nhà ơi. Rồi bảy cái này dính ba con thôi, giờ em bóp máy, em gác máy luôn, em gom bảy về nhà gom tổng kết luôn nha. Bây giờ em cũng gom bảy về tới nhà rồi, bây giờ em tính tổng kết thành quả hôm nay cả nhà ơi. Thì hôm nay em đặt 33 cái bẫy, bên em dính được 18 con, trong đó có 2, 4, 6, 8 anh chục bự, 80 cống nhân bự, dính được 12 con cống nhâm nhưng mà có 8 anh bự còn 4 anh nhỏ với thêm 6 anh chuột lúa nữa cả nhà. Chuột lúa là chuột cơm nè, chuột này nè, chuột vàng nè. Chuột vàng là chuột lúa đó. Là bên em được 18 con rồi, để em quay đại khái bên bãi xíu, nay bãi mắc công chuyện rồi. Mình hoàng mắc công chuyện rồi nên em quay sơ sơ thôi. Cả nhà thông cảm giùm em nha. Nay cân luôn mà. Đây là thành quả của anh bãi. Đây thành quả của anh bảy hôm nay, anh bảy cũng được nhiều cả nhà. Nay hai anh em vô rồi, này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con, 13 con với em bên 18 con là hai anh em bữa nay tổng cộng dính được 35 con cả nhà, đặt 63 cái bảy dính được 35 con. Đó, sẵn cho căn nhà coi cái lồng chuột ở dưới luôn nè. Bữa nay là tụi em tổng kết cân hết luôn. Đây là lồng của anh bảy luôn nè. Đó. Đây là hai anh em mưu sinh bằng nghề bẫy chuột nha cả nhà. Để cho cả nhà coi lồng ở đây luôn. Này, cuộc sống mưu sinh của hai anh em là nghề này đây. Đây. Đó. Bữa nay là cân hết luôn. Bây giờ video của em cũng làm bẫy chuột cái này cũng xin kết thúc cả nhà. Hẹn cả nhà những video ngày mai nha. Cơm chiều quay lóc không? Cơm chiều quay lóc.